Crazy. Rồi dạ, Ngũ Nguyễn em cùng với chị Thu xin chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Lúc Đèn Phát nha. Địa chỉ cửa hàng mình là số 520/20 quốc lộ 13 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Các bạn thấy đường đèn xanh đèn đỏ bên đây đúng không? Xe nó đang chạy đấy, thì các bạn đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh lên thì mình đến cổng chính khu du lịch Đài Nam sẽ nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bấm đến cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai này, nó chỉ cách nhau 1,5 km thôi. Cửa hàng là bên tay trái đường là siêu thị xe máy Dũng Đại Phát. Các bạn đi thì liên hệ trước với Thu để được hỗ trợ giảm giá nha các bạn nha. Tức là mình sẽ hỗ trợ các bạn từ 500 đến 1 triệu đồng tùy theo dòng xe. Mà trong cái bây giờ là cũng cuối tháng 6 rồi thì đang có chương trình ưu đãi ấy, thì có nhiều dòng xe mà mình không cần trả trước là mình cũng nhận được xe này. Và có những cái dòng xe thì mình cũng giá đã giảm rất là nhiều rồi. Chỉ cần là trả trước tầm là 2-3 triệu đồng mình cũng có thể nhận xe này. Mà thủ tục thì đơn giản, chỉ cần có căn cước công dân thôi. Nên là hôm nay Thu sẽ báo giá những cái dòng xe cho các bạn nha. Dạ, hôm nay chắc là đầu tiên chị mình báo cái dòng Vision trước để cho anh em mình tham khảo nha. Anh em anh chị nào quan tâm thì mình xem video cái giá cả như thế nào, mình cứ liên hệ với chị Thu nha anh chị nha. Đây là cái dòng xe Honda Vision nha các bạn nha. Thì đối với Honda Vision á, thì nó sẽ có 4 phiên bản. Một là tiêu chuẩn, hai là cao cấp, ba là đặc biệt, bốn là cá tính. Thì đối với cái phiên bản mà màu đỏ cao cấp này, màu đỏ cao cấp này là đỏ mật nha các bạn nha. Thì nó là phiên bản của 2023. Nhiều bạn vẫn đang hỏi là thế là nó là xe của 2023 hay 2022. Thì tôi cũng tư vấn luôn thì 2023 thì cái màu nó đậm hơn. Và cái thứ hai nữa là cái mủ ấy của cái dòng xe 2023 thì các bạn phân biệt rất là dễ như này này. Cái mủ nó là phần nhựa đen luôn chứ không có sơn màu đỏ nữa. Mà nó có các cái đường vân như thế này. Bình thường của 2022 là nó có cái nhựa này là nó là màu đỏ luôn. Nó ôm sát vào đây là đỏ luôn. Nhưng mà 2023 cái nó là đen. Với cái phần thứ ba nữa nó là có cái cổng sạc USB ở bên cạnh đây. Thì mình đi mà các bạn đôi khi thì mình hết pin ấy, điện thoại ấy, mình cắm vào cái rắc, mình mua cái rắc mình cắm vào và mình bỏ cái điện thoại mình sạc, nó rất là tiện lợi luôn. Và cái giá của nó là 34.900.000 đồng nha các bạn nha. Đây là phiên bản cao cấp khóa thông minh sạc cây anh chị mình rồi, ha. Khóa thông minh thì 34.900 mà mình trả trước tầm là 2 triệu đồng là mình có cũng có thể nhận xe rồi nha các bạn nha. 2 triệu. Còn đây là một cái phiên bản mà tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì đối với dòng xe tiêu chuẩn này của Honda Vision nó đang có cái mức giá là 32.900. 32.900 thì mình cũng trả trước tầm là, nhiều khi hỏi là có trả trước không chị Thu, thì Thu cũng nói thẳng như thế này này, nếu như mà mình có mình căn cước công dân thì các bạn trả trước cho Thu tầm là 2 triệu đồng. Còn nếu như mà các bạn có thẻ bảo hiểm y tế của công ty kèm theo cùng với cái căn cước công dân của mình hay cái bằng lái xe thì đối với dòng xe này thì mình không cần trả trước cũng được nha, đối với cái phiên bản tiêu chuẩn này nha. Là không cần trả trước cũng được. Còn khi mà mình gắn các cái phụ kiện này, inox này trên xe như thế này á, các bạn được giảm giá là 35% nha các bạn nha. Biển số thì bao tất cả các tỉnh thành luôn. Ngoài ra cửa hàng cũng sẽ còn gắn những cái thiết bị chống trộm rồi cho anh chị, rồi cũng có đầy đủ hết, cũng như là những cái phụ kiện khác nếu anh em mà có nhu cầu ha, thì bên nhà sẽ gắn mấy cái phụ kiện đó. Mình có giảm giá khi mà mua xe tại bên mình luôn chị Thu? Có, chị mới nói là giảm 35% đấy em. Giảm 35. Đây là một cái dòng xe Mio M3 nha các bạn nhé. Một cái dòng xe mà nó rất là nhỏ gọn. Bản này là bản 2023 nha các bạn nhé. 2023 thì cái mỏ rè hoặc là cái màu sơn hoặc là cái tem á, nó sẽ khác cái bản 2022 rất là nhiều. Nhìn xa thì các bạn cứ tưởng là nó giống nhau nhưng mà nhìn gần thì nó khác nhau các bạn ạ. Thì giá của nó là 28 triệu đồng. Giá này là giá bao gồm thuế VAT của 2023. Còn đối như bạn nào mà đam mê cái bản 2022 á, tại sao sẽ hỏi Thu là sao mà nhiều cửa hàng báo rẻ hơn? Thì Thu cũng nói là một là người ta báo không thuế, hai nữa là người ta báo cái phiên bản của 2022 thì 2022 nó chỉ có là 26 triệu thôi. Nó sẽ rẻ hơn cái bản này là 2 triệu đồng. Nhưng mà cửa hàng Thu thì Thu chỉ có 2023 thôi nha các bạn nha. Và đối với cái bản này mình đăng ký ở huyện thì không cần trả trước cũng được. Còn nếu như mà mình đăng ký thành phố như thành phố trực thuộc trung ương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn trả trước cùng Thu là 2 triệu đồng nha, đến 3 triệu đồng nha. Bên Dũng Đại Phát là thường xuyên cập nhật những cái mẫu xe mới nhất à, nên là anh chị cũng yên tâm về những cái đát mới, những cái tem mới nhất mình chạy cho nó mới nhất luôn anh chị nha. Rồi, còn đây là dòng, đây là cái dòng xe Sachia nha các bạn nha.
Sachia này là Sachia nhập khẩu tư nhân. Thì đối với bản tư nhân này nó đang có cái mức giá là 52.500.000. Mà mình thì mình cần trả trước đối với dòng xe này thì tầm là 7 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi. Còn cái màu sơn 3D thì xưa giờ ở cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát là mà nếu như mà lên màu 3D á, thì các bạn chỉ cộng phí lên màu là 1.500.000 thôi. Là lên sơn màu, còn không phát sinh nha các bạn nha, không phát sinh chi phí, chỉ có là biển số nữa thôi. Chính sách bảo hành của màu sơn là 1 năm. Có 1.500.000 thôi anh chị ha. Đúng rồi, 1.500.000 thôi. Dạ. Rồi, còn cái bên đây là một cái dòng xe Raider. Raider thì như mình cũng nói là hỗ trợ đến hết tháng luôn. Giá xe của nó là 44 triệu. Nếu mà các bạn mua đối với Raider thì thu giảm giá nó còn giảm giá 2 triệu, còn 42 triệu thì mình trả trước tầm là 2 triệu mình cũng có thể nhận xe Raider rồi nha. Còn ngoài ra thì nó sẽ có một cái dòng xe như của Việt Nam. Đó là xe Sachia Việt đấy. Thì nó đang có cái mức giá là 46 triệu nha các bạn nha. Mình trả trước tầm là 3 triệu là mình có thể nhận xe rồi nha. Tính ra là cái giá của dòng Raider Sachia hiện tại bây giờ rất là giảm giá, giảm cực kỳ mạnh so với thời gian trước đây rồi. Nên là anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe mới á thì mình tranh thủ trong cái dịp này nha, giá rất tốt luôn anh em. Tiếp theo chị mình đến với cái dòng Yamaha Sirius này chị. Đúng rồi, đây là dòng Yamaha Sirius. Thì đối với Sirius á, nó sẽ có cam đùm này, cam đĩa này và mâm giờ C, đó là bản giờ C nha các bạn nha. Thì giá của cam đùm 19.600.000, cam đĩa là 20.900.000 và mâm giờ C là nó là 22 triệu. Các bạn mua trả góp thì mình không cần trả trước cũng được nha. Đối với giờ C, còn xíu nữa mình sẽ tư vấn FI cho các bạn nha. Đây là những cái màu sắc này, các bạn muốn chọn màu nào cũng được. Tại vì đối với C á, thì nó sẽ khác nhau ở cái thắng đĩa ở đường trước và cái mâm thôi, chứ nó không khác nhau nhiều. Còn màu sơn á, thì chính là đây là những cái màu sơn zin của nhà máy nha các bạn nha. Chứ không phải là sơn độ, mà những cái màu mà nó rất là đẹp. Đường trước nó là màu đỏ. Còn nếu như mà những anh em giới trẻ mà thích những cái dòng Sirius này mà muốn sơn 3D, sơn theo cái thích của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với chị Thu theo số trên màn hình. Chị sẽ hỗ trợ anh em mình sơn luôn. Và chi phí tất nhiên cũng chỉ có 1.500.000 thôi anh em mình ha, bao gồm cả tiền đổi màu sơn này kia rồi, rất là ok đó. Cái bên là chiếc Rotis này chị. Rồi bây giờ NX cái bản này thì đang có cái mức giá là 22.500.000 nha các bạn nha. Có đối với màu xe này thì mình không cần trả trước cũng được nha. Còn đối với mà bánh căm đĩa của nó thì đang có mức giá là 235 và mâm của nó thì đang có mức giá là 25.500.000 nha các bạn nha. Còn đây là Way Alpha, thì đối với dòng xe Way Alpha này nó đang có cái mức giá là 19.500.000 nha các bạn nha. 19.500.000 dành cho màu những cái màu bóng đúng không chị? Màu bóng. Còn đối với mà màu nhám của nó thì nó đang có cái mức giá là 19.800.000 nha các bạn nha. Chênh nhau là 300.000 anh chị nha. Chênh nhau là 300.000 tại vì nó là màu phiên bản đặc biệt nha các bạn nha. Đây, còn bên trong cũng còn những cái màu bóng nè, là 19.500.000 nè. Dòng xe thì anh chị anh em nào mà thích thì liên hệ với cửa hàng nha. Dòng này cực kỳ bền. Và cũng mình cũng tư vấn luôn là nhiều cô chú anh chị cứ hỏi là đây là phiên bản gì, thì Thu cũng nói thẳng luôn là ở cửa hàng em hiện tại là chỉ có 2023 thôi. Đây là phiên bản 2023 và tem mới, những cái đường tem như thế này, những cái đường vân là của 2023 nha quý khách hàng nha. Đây là mẫu mới nhất mà anh chị. Mới nhất của 2023 nha. Thì giá của nó là 19.500.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT VAT đầy đủ rồi. Chỉ còn cái phí đăng ký biển số ở huyện thì là nữa thôi. Là hộ khẩu của mình ở đâu thì đăng ký biển số ở đấy. Ngoài ra khi mà mình mua xe á, mình trả trước 40% mình sẽ nhận được cái gói cà vẹt gốc nha. Trả trước 40% mình nhận gói được cà vẹt gốc. Và cái thứ hai nữa là mình nhận thêm những cái combo quà tặng giống như em đã khuyến mãi, giống như là em sẽ giảm giá là từ 500 đến 1 triệu đồng. Áo mưa này, nón bảo hiểm này, thay nhân miễn phí, bảo hiểm xe máy là em có ưu đãi cho quý khách hàng mua xe nha. Rồi, đây là tất cả những cái bản riêng, bản nguyên bản của Alpha này anh chị nha, chứ không có lên mâm lên gì cả. Như cái này là rất là đẹp rồi ha. Rồi, giờ mọi chị mình lại vào bên trong. Đây, tiếp tục là Vision đi chị Thu. Đây là những cái mẫu xe của Honda Vision nha các bạn nhé. Đây là một cái dòng xe mà Honda Vision thì màu mới là nó sẽ có những cái ở đây là những cái màu sơn 3D, sơn 3D như là đây là xanh ngọc này, đây là xanh tím titan này. Đây là màu rất là hot trend theo cái điện thoại ấy. Thì đối với cái bản sơn á thì phí lên màu của nó là 1.500.000. Còn đối với phiên bản cao cấp như mình nói là
34,9 triệu thì các bạn lên màu thì cộng 1,5 triệu, còn xanh đặc biệt như thế này thì giá của nó là 36 triệu nha các bạn nha. Yeah. 36 triệu nha. Đây anh giá chị. Xe đã bao gồm thuế VAT rồi. Được lên từ cái bản đặc biệt nguyên cái dàn chân của nó đi là màu đen hết nè, thì mình cứ lấy cái giá của phiên bản đặc biệt mình cộng lên 1,5 triệu nha. Còn nếu anh chị mà muốn rẻ hơn thì lấy cho bản cao cấp nè, dàn chân màu bạc cũng như khóa mắt cây luôn, mình cứ cộng lên 1,5 triệu. Còn đây là cũng là một cái màu đen này. Nếu như mà nhiều bạn đã sợ đi chìa khóa xịt mắt cây không quen á, không biết mở, không biết tắt thì sợ khóa bình không kịp á, thì mình chọn cái chìa khóa này bật mở lên và tắt xuống thì rất là tiện nha. Thì nó cũng là phiên bản 2023 nha các bạn nha. Nhưng mà đối với cái màu của bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có một cái màu đen bóng thôi. Màu đen, nhưng mà đối với Thu thì thấy màu đen rất là sang, rất là sạch, rất là nó bóng láng luôn. Mình đi mưa như này, mùa mưa thì mình xịt về cái là nó sạch bung luôn. Bởi vì nó là màu bóng nữa, nó không phải là màu nhám. Còn nếu như những chị em nào, những cô nào mà mình thích chìa khóa mà không thích màu đen thì có thể là sơn một cái màu khác, và chi phí mình vẫn chỉ có 1,5 triệu thôi. Còn đây là phiên bản cao cấp này, hôm nay cao cấp. Mình còn cao cấp Vision, mình đầy đủ các phiên bản này các bạn nhé. Đây cao cấp này, đây là màu đỏ này, còn đây là màu xanh đặc biệt này các bạn. Còn ngoài ra đây là có phiên bản cá tính thể thao này. Cái này là một màu xám rất là đẹp nha. Ở phía trên em thấy là có cặp Prado cũng được sơn màu 3D với lại cặp Mio nữa chị. Đây là cặp Mio như mình báo giá lúc nãy là 28 triệu đồng, đồng giá cho tất cả các màu luôn nha các bạn nha. Có đầy đủ, có 4 màu, đủ màu của 2023 luôn. Các bạn thích lấy màu nào cũng được nha. Và cái thứ hai nữa là đây là cái màu xe mà được lên sơn từ màu xanh ngọc thì của Vigo 2023. Thì mình có sơn cả mà xanh xám xi măng nữa, những cái màu mà rất là đẹp và hoa chen. Thì cái phí mà màu sơn nó cũng chỉ là 1,5 triệu thôi. Còn cái giá xe của Vigo thì đối với bản tiêu chuẩn đang có mức giá là 42 triệu đồng và bản cao cấp của nó thì là 43 triệu 500. Giá xe Vigo của trong ngày hôm nay từ nay đến chủ nhật tôi đã báo giá cho các bạn là giá đã bao gồm thuế VAT này, có VAT rồi, và giá đã giảm rất là nhiều ở tại cửa hàng xe máy Dũng Lễ Phát. Và các bạn đến cửa hàng là chính Thu là người bán hàng cho các bạn, chứ không cần phải thông qua nhân viên, và chính Thu là người sẽ hỗ trợ các bạn cùng làm hồ sơ với ngân hàng và tất cả những ngân hàng các anh các chị đang ngồi ở đây để túc trực hồ sơ của mình, để hỗ trợ mình rất là nhiệt tình nha các anh chị nha. Thực tế bên ngoài là những cái màu sơn này rất là đẹp anh chị nha. Có thể là trong mọi người xem nó không đẹp, nó rất là đẹp, bóng đẹp lắm, nó rất là đẹp. Và mình đi xuống đây thì mình sẽ giới thiệu cái dòng xe Vision bản thể thao này chị. Một cái màu xám mà Thu sẽ nói rằng là anh chị nào muốn mua đam mê màu này thì mình cũng nên là tranh thủ mua cái phiên bản này, bởi vì đối với xe Vision á, cứ một năm nó ra một phiên bản, nhưng mà khi mà nó ra phiên bản á thì nó sẽ ra rồi thì nó sẽ không quay trở lại với cái màu này nữa, nó sẽ ra một cái màu khác, mà đôi khi mình thích cái màu này thì mình phải đi sơn lại thôi. Bởi vì xe mà khi nó qua mẫu rồi nó sẽ không có ra mẫu cũ nữa nha. Hiện tại đây là màu cá tính của nó chỉ có một cái màu xám xi măng thôi. Không biết là bên mình có cái màu đen không chị, đen nhám đó. Có cả đen nhám, đen nhám thì giá của nó là 38 triệu. Còn cái bản này là 38 triệu 400 ngàn đồng nha các bạn nha. 38 triệu 400 ngàn đồng, nó chỉ chênh nhau có 400 ngàn thôi. Quan trọng là các bạn thích màu đen hay là màu xám thôi. Mình thấy màu xám thì đẹp hơn mà. Thì nó sang hơn nhiều nữa là chị em. Tại sao thì giá nó cao hơn các bạn kia? Bởi vì các bạn cũng thấy là cái màu của nó này, cái mâm của nó này và cái phủ của nó thì nó là bản thể thao độc quyền của Vision 2023. Và chính sách của Honda thì nó cũng là bảo hành là 3 năm trên 30.000 km. Các bạn đến tại đâu quê của mình mua ở đây, nhưng mà mình về quê của mình bảo hành ở quê cũng được nha các bạn nha. Rồi, đây mình đây qua bên đây. Đây là dòng xe Vigo. Đây thì là cái màu mình, màu xám này mà sơn kiểu dạng ánh tím anh chị ha. Sơn xám ánh tím này. Màu sơn thì của nó là 1,5 triệu và giá xe của nó là 42 triệu nha các bạn nhé. Còn qua đây thì mình có những cái màu mà đen và xanh màu mình mới về luôn của Vigo. Thì mình trả trước tầm là 3 triệu là mình có thể lấy xe nha các bạn nha. Và các bạn trả trước tầm là 18 triệu đối với dòng xe này là mình nhận gói cả Việt gốc rồi. Mình không thích những cái màu zin này thì mình cũng có thể là sơn cái màu 3D giống như là mình giới thiệu lúc nãy là xanh ngọc và xanh xám xi măng ấy. Hoặc là các bạn cũng có thể là sơn ánh tím hoặc là sơn màu trắng, màu vàng theo sở thích của mình, theo phong thủy của mình được nha các bạn nha. Và ví dụ như mấy phiên bản này đều là phiên bản cao cấp có khóa thông minh luôn. Top hết luôn rồi. Dạ. Thì giá của nó là 43 triệu 500 nha các bạn nha. Khóa mắt cây liền top hết rồi anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Nếu đây là mâm của nó thì đúng thật là các bạn đi kiếm 150
thì Thu nghĩ là 150 mình cũng không có đi tới cái phân phối 150. 125 mình cũng còn chưa đi tới nữa, mình chỉ đi đến tầm là 60, 70, 80 là cao thôi. Thì mình mà trong cái đấy cái mâm của nó và những cái chìa khóa thông minh này, cộng sạc USB này, nó thiết kế rất là hiện đại giống như cái bàn 150 ngày trước của 2022 luôn nha các bạn nha. Nên là mình mà mình lại vừa tiết kiệm được tiền nữa, tiết kiệm được rất là nhiều. Bởi vì cái bản mà 2022 mà có 150 bây giờ mà động lại thì Thu không nhầm là giá của nó nhiều cửa hàng có phải là gần 70 triệu. Thì thay vì mình gần 70 triệu thì mình mua cái bản 125 này cũng mọi thứ cũng giống như vậy thôi, mà nó khác phân phối thôi, mà mình chỉ tiết có là 43 triệu 500 thôi nha. Rồi, đây là những cái màu riêng mà nguyên bản kia em thấy rất là đẹp rồi. Còn nếu như những anh em nào mà cần những cái màu mà nó sáng, nó nổi trội hơn nữa, hay là mình yêu thích cái màu cá nhân của mình đó, thì cứ liên hệ cửa hàng sơn lên thì cũng chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh em ha. Và đi xuống đây là cái bản AB nha các bạn nha. Đối với dòng xe AB thì nó sẽ có hai phiên bản, một là tiêu chuẩn, hai là đặc biệt. Còn đây là phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn nha. Tiêu chuẩn thì mình có màu xanh, màu đỏ là cái màu mà ở đây, thì nó là một cái phiên bản mà rất là đẹp, màu zin của AB thì nó có 3 màu. Nhưng mà giá của nó thì hôm nay nó còn 41 triệu thôi, và mình cũng trả trước cộng là 2 triệu đồng là mình có thể nhận xe. Còn đối với mà cái phiên bản mà đặc biệt của nó là màu đen nhám các bạn, thì giá của nó là 42 triệu thì các bạn cũng trả trước tầm là 2 triệu đồng là các bạn cũng có thể nhận xe rồi nha. AB là giá cũng rất là tốt anh chị mình nha, chỉ có 41 triệu đồng cho những cái phiên bản tiêu chuẩn cao cấp như thế này thôi. Đối với AB thì đúng thật là dòng xe tầm trung, ai cũng đi được. Và cái mình cũng giới thiệu là cái cốp của 2023 của rộng nó thật sự là rộng luôn. Bạn thấy như thế này này, chứ cũng có cổng sạc USB của nó ở trong cốp xe đây nha các bạn nha. Rất là tiện lợi cho mình này. Cái này đúng là cổng USB luôn nha, chứ không phải là cái đầu để mình cắm cái đầu tẩu thuốc là đây là đúng rồi, các bạn cắm vào luôn nha. Các bạn cắm vào luôn, bạn cáp luôn nha. 41 triệu đồng. Đây là bản 2023 nha các bạn nha. Chưa kể anh chị các bạn ở xa đến thì chị Thu chắc cũng sẽ có bớt nhẹ tí xíu về lọc lá được. Đúng rồi, Thu cũng có thể hỗ trợ thêm cho các bạn nha. Bởi vì Thu báo cho các bạn thì bao giờ cũng là một cái giá cực kỳ tốt luôn. Bởi vì Thu đứng đây là mình báo giá là có thuế, có VAT rồi, không phát sinh chi phí nha các bạn nha. Bởi vì chi phí biển số của mình ở xã nào, phường nào, tỉnh thành nào thì mình phải mất thôi. Bởi vì cái đấy là cho nhà nước mà. Còn cái này là phiên bản của tiêu chuẩn 2023. Thì đối với dòng xe ly tiêu chuẩn á, thì nó chìa khóa thì chìa khóa siêu bắc cây. Mà mình cũng tiện là giá của nó là có 39 triệu 500 thôi. Các bạn trả trước tầm là 3 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi. Còn đối với mà cái màu liên sơn như thế này thì mình cộng thêm 1,5 triệu. Còn đối với bản cao cấp của nó thì đang có mức giá là 40 triệu 900, thì mình cũng trả trước 3 triệu. Và cái bản đặc biệt của nó thì 42 triệu nha các bạn nha. Các bạn muốn mua cái phiên bản nào thì alo cho Thu nha. Rồi, cái dòng ly này rất là thích hợp với những chị em phụ nữ gia đình luôn. Tên là chị em mà phụ nữ văn phòng á. Mình đam mê cái phiên bản này thì mình nên chọn nó, bởi vì dòng xe ly á mình đi làm được cốp rất là rộng, thoải mái và tiết kiệm cho các bạn nha. Cốp rộng rãi lắm, đựng đồ đi chơi du lịch đều cũng thoải mái lên chị nha. Rộng rinh luôn. Còn đây cũng là Vision này, Vision mình về rất là nhiều và mình bán cũng rất là chạy luôn. Thì đây là có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp luôn. Thì các bạn trả trước tầm là 2 triệu đồng là mình có thể nhận xe nha. Giá cả của phiên bản Vision tiêu chuẩn cũng như cao cấp hay đặc biệt gì nãy giờ chị em mình cũng báo hết rồi. Vì đây là những cái màu sơn thôi. Giờ xuống đây là dòng Winner X nha anh chị. Đây là cái mẫu V3 xe mà Winner X V3. Thì mình có cả tiêu chuẩn nữa. Tiêu chuẩn thì giá của nó là 34 triệu 900 nha. 34 triệu 9 thì mình không cần trả trước cũng được. Còn đây là cái phiên bản màu đen. Thì hôm nay nó còn là 36 triệu 800. 36 triệu 800. Mình cũng không trả trước với bản này cũng được. Còn cái bản mà HLC này này, bản phiên bản thể thao á, thì nó đang có cái mức giá là 379 nha các bạn nha. Mình cũng không trả trước cũng được nha các bạn nha. Riêng cái mà HLC là giá nó nhỉnh hơn, 379. Còn này chỉ có 36,8 thôi. Trên nhau hình như là 1,1 triệu. Đúng rồi. Còn đây là cái dòng xe mà F này các bạn này. Tiêu chuẩn của nó thì 43 năm. Còn cao cấp của nó thì là 44 năm. Còn đặc biệt của nó là 47. Giới hạn của nó là 479. Thì nó chênh nhau là 900. Và đồng giá là mình trả trước tầm là 3 triệu đồng là mình cũng có thể nhận xe rồi. Tùy theo điều kiện của anh chị, cô chú nha. Mình có nhiều thì mình trả trước nhiều để cái mức góp của mình nó thấp xuống. Và ngân hàng cũng dễ duyệt đậu hồ sơ cho các bạn luôn. Và mình cứ trả trước 40% mình sẽ nhận được gói cam kết gốc nha. Đây là những cái phiên bản của 2023 nha các bạn nha.
Đây cũng là những cái màu nguyên bản, màu gốc thôi. Anh em mà cần sơn màu thì cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ luôn. Cũng như những cái số tiền mà trả trước như chị Thu nói là trả trước tầm 3-4-5 triệu gì đó, thì nếu anh chị có xe mình trao đổi, có thể là mình lấy số tiền để mình bù vào cũng được luôn. Tại vì cửa hàng cũng có nhận trao đổi xe của anh chị luôn nha. Được. Dạ. Dạ. Rồi, còn đây là một cái màu đen cao cấp giới hạn. Đây. Còn đây là cái dòng xe mà mới kinh, nó gọi là, nó cũng gọi là nhà ẹc, dòng của nhà ẹc nhưng mà nó gọi là mới kinh 150 nha các bạn nha. Thì giá của nó là 46.900, các bạn trả trước tầm là 3 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi nha các bạn nha. Còn bên đây mình có một cái bản mà giới hạn của 2023, đó là dòng xe ẹc 150 nha các bạn nha. Ẹc 150 này thì nó đang có cái mức giá là 44.500 nha các bạn nha. Mình trả trước tầm là 3 triệu là mình có thể lấy xe rồi. Màu rất đẹp anh chị nha. Đây, bên giá mà hàng họ thiết kế đẹp cực kỳ luôn. Đây là những cái mà mình để trưng bày thôi. Nhưng mà khi mà các bạn muốn mua màu nào á thì có đầy đủ màu. Nó sẽ ví dụ như ẹc giới hạn nó sẽ có màu trắng, màu xanh, màu xám xanh nha các bạn nha. Mình muốn lấy màu nào thì mình inbox mình màu đó nhá. Còn đây, mình đi xuống đây là những cái dòng xe mà Honda Future nha các bạn nha. Màu trắng nè, màu trắng cũng có. Màu trắng này, trắng hôm nay thì nó chỉ còn là 36.800 thôi. Giá rất là tốt, giá rất là tốt. Và mình trả trước tầm là 2 triệu đồng là mình có nhận rồi xe rồi nha. Còn đối với màu xám, màu đen thì nó đang giá là 36 triệu đồng nha các bạn nha. Còn đó là bánh mâm. Còn đối với bánh căm này thì nó đang có mức giá là 34 triệu. Mình cũng trả trước tầm là 2 triệu đồng là mình có thể nhận xe nha. Đây, này có phần bánh căm này nè, giá là 34 triệu đồng ha. Anh chị quan tâm thì liên hệ với cửa hàng, cái cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh em cách chốt rích nha. Đây là dòng Sirius FI, mẫu cũng là mới nhất bây giờ luôn anh em. Mẫu này hiện tại giá nhiêu chị? Còn đối với cái mẫu này thì là giá của nó là 24.500. 24.500 thì mình chạy trước tầm là 2 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi nha. Còn đối với căm đùm á thì nó đang có mức giá là 22.800, còn căm đĩa của nó thì giá của nó là 23.500. Thì các bạn muốn mua phiên bản nào đó thì alo Thu nha. Còn đây là cái dòng xe Wefa màu trắng này các bạn này. Màu trắng của nó thì nó đang có cái mức giá là 19.500. 19.500 mà mình cũng không cần trả trước cũng được. Các anh chị em, cô chú, anh chị mà các bạn học sinh vào mùa mà mình đang phân vân tài chính không biết là mua xe nào thì mình hãy chọn cho mình một đứa con của mình một cái xe là giống như là Wefa hoặc là Sirius. Những cái dòng xe này rất là nhẹ và rất là bền thì phù hợp cho cả cô chú có thể là đi làm này, mình mua cho con mình đi học mà cũng không cần trả trước, mình có thể là mình căn cước công dân là mình cũng có thể mua được xe nha. Một cái mẫu xe thông dụng, tiết kiệm xăng, bền bỉ, phù hợp rất là nhiều đối tượng luôn, nên là anh chị gia đình nào mà cần thì liên hệ với chị Thu nha. 19 triệu. Dạ, đây là cũng là xe Sirius nha. Còn có những cái dòng xe mà ví dụ như Taycan, xe mà mình muốn độ màu lên hoặc là mình muốn độ thêm những cái gì đấy thì mình lên trực tiếp cửa hàng cùng với những cái anh kỹ thuật viên ở cửa hàng mình sẽ hỗ trợ mình và tư vấn cho mình rất là dễ dàng hơn nha. Hoặc là các cái góp thì bên ngân hàng á thì các cô chú vẫn cứ hỏi rằng là con cô bao nhiêu tuổi thì mua trả góp được, thì con cũng nhắc lại là mình đủ ngày đủ tháng đủ 18 tuổi là mình có thể mua trả góp được rồi nha. Chỉ cần có căn cước công dân của mình là xét duyệt rất là nhanh. Và cái thứ hai là có những cái dòng xe giống như Thu cũng đã báo giá rồi thì không cần trả trước, và có những cái dòng xe mà mình trả trước tầm 2-3 triệu. Ví dụ như mình có xe cũ của mình á, mình đã lâu năm rồi mà mình mang xe ra cửa hàng thì mình đổi sang chiếc xe mới cũng được nha. Bên em chỉ cần là có cần cái cà vẹt của cái xe đó là được, thì mình bên em sẽ báo giá trực tiếp tại cửa hàng cho mình. Cảm thấy như ok thì mình sẽ đổi và bù tiền sang mình làm góp bên ngân hàng cũng được, hoặc là mình mua tiền mặt gì cũng được, hoặc là mình bán con xe được 10 triệu nhưng mà mình không muốn trả trước với ngân hàng á, mình muốn góp hết bên qua ngân hàng, còn tiền của xe mình lấy về thì bên em vẫn hỗ trợ mình là trả cho mình để mình cầm về nhá. Phía trên mình còn những cái dòng ánh thắt nè, vậy mình lên phía trên để cập nhật cho anh em nha. Ánh thắt nữ có cũng như là mẫu ánh thắt nam cũng đều có luôn anh em. Đây, phía trên đây thì cặp ánh thắt này là có ABS không chị? Có, bản này là bản cao cấp ABS luôn nha các bạn nha. Nó sẽ có màu xanh, màu đỏ. Còn là giá của nó là 66 triệu. Còn đối với mà cái bản mà tiêu chuẩn của nó CBS á, nó sẽ có màu trắng, màu xanh, màu đỏ thì giá của nó là 59 triệu 500.
Còn đối với phiên bản mà đặc biệt của nó thì nó sẽ có bạc đen và đen nhám, thì giá của nó là 68.500.000. Còn đây là cái bản 125 mà thắt nam bên trong thắt nam luôn, thì nó đang có cái mức giá là 77 triệu nha các bạn nha. 77 triệu thì các bạn trả trước tầm là 15 triệu là mình cũng có thể nhận xe rồi đấy. 15 triệu đồng thôi mình có thể nhận xe rồi. Còn đối với SH mà 160 á, thì đối với CBS nó đang có mức giá là 98 triệu, còn ABS nó đang có mức giá là 106 triệu nha các bạn nha. Các bạn muốn mua xe nào thì cứ nhắn tin vào cái số điện thoại 0978345896, số này là số Zalo cố định của Thu, Thu luôn hỗ trợ các bạn. Hoặc là nhiều bạn vẫn hỏi rằng là muốn kiểm tra hồ sơ thì cũng nhắn tin và gửi căn cước của mình, số chứng minh của mình qua, thì em cũng nhờ ngân hàng hỗ trợ hồ sơ cho mình. Có nhập được hay không, có mua được hay không em cũng báo mình ngay tại trên Zalo nhé. Cửa hàng cũng có trao đổi xe với anh chị luôn, nên là chị mà có xe có nhu cầu trao đổi thì mình cứ đến với cửa hàng luôn để cho nó nhanh gọn luôn, mình khỏi cần phải bán một nơi mình mua nơi cực luôn anh chị nha. Địa chỉ cửa hàng thì như lúc đầu chị em cũng có chia sẻ rồi, số điện thoại thì cũng đang hiện trên màn hình. Quá trình quay mà nếu mà còn những cái chi tiết thắc mắc nào mà anh chị mình còn thắc mắc thêm á thì cứ liên hệ với chị Thu nha, để chị giải đáp rõ ràng hơn. Cũng cảm ơn anh chị anh em rất là nhiều đã quan tâm theo video nha. Ngô Nguyễn cùng với chị Thu chấp hành xin chào mọi người, hẹn lại mọi người video lần sau nha. Chào anh chị các bạn. We'll be right back.